Jasmine đúng rồi. Okay. Thích chơi với nhau lắm chứ thằng này. Cháu của cô ở Việt Nam thấy thằng Giovanni nó học trường Pháp. Vâng. Thế là nó cũng thích một con bé, hai đứa cứ chơi với nhau rất là thích và hay trao đổi qua mạng các thứ này. Vâng. Thế là bây giờ thằng Giovanni nó lớn rồi, nó không thích con bé nữa, nó không thích chơi. Con bé dỗi không đi học. Thế là ba ba mama dỗ mãi nó mới đến trường học thì. Con nhà cháu cái thằng này cũng thế, là lúc nó về nó hỏi mẹ ơi mẹ khi nào thì con được yêu. Ừ. Thì cháu giật mình, học lớp 1 mà khi nào hỏi bảo chứ 18 tuổi. Ừ. Nó hỏi chứ tại sao phải 18 tuổi? Ừ. Chẳng nhẽ nó không được thích một người bạn gái à? Ừ. Con bảo à, xong cháu bảo là chứ thích thì thích nhưng bây giờ quan trọng là phải học. Đúng các rồi. Con có thể chơi với nhau nhưng không có nghĩa là yêu là nó khác. Nó bảo không, con thích một bạn, bạn cũng thích thì cái con này nó cũng vẻ nó thích. Yeah. Hai đứa quấn nhau mà đến nỗi cái bọn lớp 1, lớp 2, lớp 3 cứ nhìn hai đứa này trêu nhau. Nó ghép vào một đôi. Gắn đôi đúng rồi. Đến khi thằng này nó chán con này rồi. Nó không thích nữa, nó bảo là bây giờ tao với mày chia tay. Chỉ là